Hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến bà con nha. Trần Anh về tiếp tục thuê một mẫu xe, một dòng xe bán tải, xe Lexus Bắc hai chỗ thôi, đỏ bọc đô, nhìn xinh xinh, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đây, 49X5268, xe một chủ từ đầu nha bà con. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Đây anh chị nè, ghế phía sau nè, chủ nhà đã lên băng ghế rồi. Bây giờ chúng ta cùng chui vô đây, ngắm lên cái trần, full trần 5D, ngắm vô cái ghế, ghế 5D. Nội thất nè, nhỏ gọn 0.8. Xe này không có dịch vụ taxi. Xe này bán tải, người ta đi gia đình nha, người ta chở đồ đạc, chở con cái đi chơi rất là ok. Nè, nước sơn đẹp nè nha. Đó, xe sạch sẽ. Trước kính bấm thì sau em nó sẽ là quay tay. Vận may sẽ luôn luôn tìm đến nhé, tìm ẩn anh chị. Ok chưa? Đó, phong dáng đồng sơn đẹp. Nội thất bốn cánh cửa rất là liền lẹt. Trần Anh gọi là đỏ bọc đô nhé. Một màu đỏ trang hòa dưới cái ánh nắng ban mai tại trung tâm thành phố Bà Lộc. Ghế nè. Ui trời, full 5D. Full 5D đẹp chưa? Cuộn số rin luôn. Trang bị màn hình. Tắp lô tắp bi sạch sẽ nha bà con. Mẫu này không có ai chạy taxi đâu, tại vì taxi thì người ta sẽ không đi hai chỗ đâu nhé. Đó. Xa xa cứ tưởng thấy kiều, nhìn gần như giống như chị Hằng Nghe nha. Đây bà con, trải nghiệm cho phần máy nè. Đó, vô ngồi cực kỳ là mát luôn. Một phát lạnh ngắt. Máy lạnh mở phát có lạnh nè bà con ạ. Đó, củ số rin đét nè, vô lăng nè, trợ lực nè, nhẹ tưng. Từ những cái tay núm nó còn nguyên rim như vậy. Trước là hai kính bấm, dán toàn bộ phim cách nhiệt hết toàn diện em chiếc xe rồi nha anh chị nha. Tắp lô tắp bi liền lẹt nè, không có khoan đục. Cửa gió máy lạnh trên đồng hồ không có dấu tích lỗi lầm nha. Có một cái khay học để đồ rất là dễ thương, rất là mignon. Ok chưa? Trải nghiệm luôn cục máy nè. Cục máy phải gọi là đa điểm nha, đa điểm trong cuộc sống luôn. Máy em ru 49X5268 anh chị nha, xe một chủ từ đầu nha. Đây bà con trải nghiệm cục máy cùng với Trần Anh Ô Tô nè. Máy nè, máy này Trần Anh cũng đưa qua công nghệ xử lý 4.0 làm đẹp rồi. Bơm trợ lực đang hoạt động rồi, đầy đủ tính năng, nước giải nhiệt rồi. 1, 2, 3 máy nhỏ xíu à. Đó, 3 máy 0.8 nha. Cổ ga FI đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi. Hai bên lường đẹp như nhau đèn nè. Dàn trước của em nó nè. Nắp capo không có dấu hiệu là móp méo với nắp capo. Xe không có dấu hiệu đổ hơi nha bà con. Xe nè. Đó, bút xoay đang bơm nè, thì thầm mùi xoong chưa. Dòng này xài 3 cái bếp full thôi nha. Trần Anh cũng đưa qua công nghệ xử lý 4.0 rồi. Dòng này là người ta có đưa qua, người ta có chỉnh cam cò này nè. Đây là dấu hiệu chỉnh cam cò nha. Đó, Trần Anh chỉ luôn nè. Đó, chỉnh cam cò. Và cái thứ hai để coi côn kiết như thế nào nha. Rồi em báo luôn, côn đã thay rồi nha. Côn thay rồi anh chị ạ. À, côn chạy thời gian là phải thay thôi. Thay thì nó mới ok được. Đó, giờ đây cô chú anh chị lấy về chạy thôi. Ngoài ra chả phải làm hay bất cứ một khoản gì hết. Đăng kiểm tháng 7 năm 2021. Đó, phong dáng em xe bắt nè. Anh chị coi phần gầm cùng với Trường Anh Ô Tô nhé. Đây là phần gầm nè. Gầm bề nè. Đó, gầm bề là không có dấu hiệu là mục ngọt nha bà con. Chạy êm ru. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Kế bên em này sẽ là em Ford Escape nè. Ford Escape. Kế bên một nàng thiếu nữ sẽ có một chàng dũng sĩ quà đen, đen xì. Ford Escape này sản xuất 202 thì phải. 202 số sàn nha. Số sàn. Dòng này hai cầu. Máy xăng. Một mẫu xe của Ford của Mỹ. Con này đâu đó nhiên liệu nó nằm tầm 10 đến 11 lít trên 100 km thôi. Máy 2 chấm nha cô chú anh chị. Máy 2 chấm Ford nha. Ford nè. Đó, bà con có đam mê về mẫu nào thì alo cho em. Xì bắt bên em vẫn có nè. Mazda nè, 221 là vẫn có nè. Nhiều xe cập nhật về tại salon ô tô miền Nam chi nhánh 3 bên Trần Anh Ô Tô nha. Đây bà con, trải nghiệm thêm một
nói nhỏ cái nói nhỏ thôi. Yoli nè, Yoli này sản xuất đâu đó là 2005 em chị nha, 2005 năm tư như nhau đây nè, 2005 với 2004 thì nó có y chang nhau anh chị ạ, chả khác gì. Một cái mức giá cực kỳ là thơm thảo đến với người sử dụng luôn. Đó, đời 2005 nha, giá cực kỳ là hợp lý. Con này đâu đó bên chợ anh bán giá 150 triệu, bớt cho cô chú anh chị luôn nha. Em vừa về hai bộ Ford Laser, một dòng xe máy 1.8 nha, máy 1.8, số sàn, hồ sơ cầm tay rồi. Đâu đó nằm tầm giá 150 triệu. Innova sản xuất 5G 2006, 260 triệu nha, xe đẹp nha bà con, bớt luôn. Vô lăng tích hợp là củ số nè, rin lắm, phải gọi là cực kỳ là rin, rin đét nha. Đó, báo giá rồi. Chúng ta đi tiếp gặp thêm một mẫu Jolly 2005 nữa, 150 triệu, bớt 7-8 triệu luôn. 2005 anh chị nha, máy xăng, máy xăng. Kia Karen máy 2.0, 285 triệu, số tự động, số tự động đời 2009 nha, cửa sổ xăng rúp, số tự động xe đẹp. Đây bà con, ghế nỉ nguyên bản của nhà xuất nè. Đó, dòng xe số tự động hết toàn bộ. Thêm một em Mazda nè, nơi khách đã cọc cho Trần Anh rồi mà chả thấy lấy đâu, cả tháng mấy rồi, chờ anh, chờ đến bao giờ em về phương Bắc thì anh lại bay về phương Nam nha. Đợi anh hoài, đợi anh mãi luôn, chả thấy anh đâu. Đây anh chị ạ, Life City 160 triệu, màu trắng 2009 nha, máy xăng luôn. Mitsubishi Lancer đời 2005, một người em trai ở Sài Gòn đã cọc rồi. Quốc thêm một mẫu Fortuner, đó là mẫu Fortuner nè, đời 23, 610 triệu, bớt 15 triệu. Đây là Fortuner nè anh chị. Đó, ghế full 5D chưa, đẹp rồi nha bà con. Trong này máy dầu, máy 2.5 nha. Đó, mẫu Fortuner 23 là form mới toàn bộ rồi, đời 23 là form mới toàn bộ rồi nha. Đó, bà con đam mê về mẫu nào thì alo cho Trần Anh ô tô. Một lần nữa channel Trần Anh xin kết thúc tại đây này. Em see you and goodbye.